Chào mừng các bạn đã quay lại với nghetrader.com. Như thường lệ thì vào cuối tuần sẽ là thời gian để mình chuẩn bị cho tuần giao dịch tiếp theo. Và mình sẽ đưa đến cho các bạn 10 cặp tiền tệ mà mình chờ đợi để giao dịch trong tuần sắp tới, từ 25 đến 29 tháng 5 năm 2020. Như thường lệ thì đây hoàn toàn là những quan điểm cá nhân, chỉ với mục đích học tập và rèn luyện, không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Tất cả đều không đảm bảo tính chính xác, nên là các bạn hãy xem với tính chất tham khảo, kết hợp cùng hệ thống của các bạn để có thể giao dịch một cách tốt hơn. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ DXY. Các bạn thấy là tại đồ thị ngày hiện tại thì giá đang đi trong một lá cờ. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là hướng đi tiếp theo của nó sẽ là phá lên hay là phá xuống. Chỗ này thì tuần trước chúng ta chờ đợi là nó sẽ đi lên và chúng ta có lần chạm thứ 3 của lá cờ giảm lớn này trước khi giá đi xuống. Tuy nhiên thì chúng ta đã có một nhịp giảm và chỗ này thì hoàn toàn nó có thể sẽ điều chỉnh tạo một lá cờ giảm nhỏ hơn và đi xuống. Tuy nhiên tiềm năng nhất vẫn là giá sẽ tiếp tục đi lên. Và chúng ta có thể nghĩ đến điều này bởi vì hiện tại thì xung lượng tăng của giá đang khá là mạnh với hai cái nến tăng trong 2 ngày gần nhất. Ta hoàn toàn có thể kỳ vọng giá tiếp tục đi lên và khu vực lần chạm thứ 3 của trendline hoặc là khu vực double top tại đây sẽ là một điểm chờ sell cực kỳ đẹp dành cho DXY sau khi nó đến từ một sóng giảm mạnh này. Giá điều chỉnh trước khi giảm xuống và chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi target là các vùng bên dưới này. Còn khi mà giá phá qua với một xung lượng tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể canh để mua vào với target là vùng double top hoặc là vùng trendline bên trên. Tại đồ thị nhỏ hơn thì mình có một số kịch bản để chờ đợi cho DXY. Ở đây thì giá có thể sẽ điều chỉnh, kịch bản đầu tiên là giá sẽ điều chỉnh trong một lá cờ và chúng ta chờ đợi lần chạm thứ 3 để canh sell. Nếu như nó đi lên thì khu vực lần chạm thứ 3 của lá cờ giảm này, đồng thời là lần chạm thứ 4 của khu vực trendline này sẽ là một tín hiệu, một vùng chờ đợi tín hiệu sell cực kỳ đẹp dành cho DXY. Còn nếu giá phá lên thì mình sẽ chờ để mua vào. Còn khi mà nó giá phá xuống thì mình sẽ chờ lá cờ đầu tiên để canh sell. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra ở thị trường. Và chúng ta sẽ không bị thị trường làm cho bất ngờ trước bất kỳ tình huống nào. Đây là cách mà mình chuẩn bị mỗi tuần cho tuần giao dịch tiếp theo của mình. Và cặp đầu tiên trong top 10 của tuần này đó chính là đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Các bạn thấy sự tương đồng của đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ cùng với DXY. Tại đây thì nếu đẹp nhất là nó sẽ tiếp tục phá lên này với xung lượng tăng hiện tại đang rất là mạnh và chạm trendline lần 3. Đây sẽ là một điểm sell cực kỳ đẹp dành cho chúng ta với target là vùng này. Còn nếu nó phá lên thì tương tự là mình sẽ chờ đợi để mua vào trong ngắn hạn với target tiếp tục là vùng đỉnh bên trên. Trước khi tại đây thì chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội để sell. Tại đồ thị 4 giờ, tương tự thì mình cũng có một số kịch bản để chờ đợi đối với cặp này. Chỗ này nếu giá tiếp tục đi ngang trong vòng vài tiếng và tạo một bull flag thì chúng ta có thể canh để mua vào với target chính là khu vực trendline lần chạm thứ 3. Và tại khu vực này thì chúng ta sẽ chờ đợi để sell. Nếu phá lên thì chúng ta có thể canh mua vào trong ngắn hạn hoặc chờ sell tại vùng bên trên. Còn nếu chỗ này giá đi xuống này, chúng ta sẽ canh để mua vào tại đây với target là vùng ít nhất là vùng trendline hoặc là vùng đỉnh bên trên. Cặp tiếp theo mà mình chờ đợi đó chính là đô la Mỹ và yên Nhật. Các bạn thấy là trong tuần trước thì liên tục là một đợt điều chỉnh của giá với các cây nến spinning top và doji với xung lượng rất là yếu. Và chỗ này thì nó đã chạm vùng giá trị và đi xuống một chút, tuy nhiên xung lượng xuống là không mạnh và hoàn toàn nó có thể sẽ phá lên. Và chúng ta sẽ có điểm sell đẹp nhất trên daily, đó là khu vực double top này trước khi nó hoàn thành một lá cờ giảm lớn và chính thức đi xuống. Còn tại đây mà nếu có tín hiệu bán thì chúng ta có thể canh để sell với target là vùng trendline trước khi tại đây thì nó có thể sẽ bật lên hoặc là phá xuống một xung lượng tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục canh để sell. Tại đô thị nhỏ hơn có
một số kịch bản mà mình chờ đợi. Đầu tiên đó là kịch bản bán xuống sau khi nó phản ứng với trendline lần 3 và đồng thời phản ứng với vùng giá trị tại đây. Thì đây tiếp tục là một điểm chờ sell rất đẹp dành cho đô la Mỹ và yên Nhật. Trường hợp giá phá lên khỏi vùng trendline của kênh giá này thì mình sẽ canh để mua vào cho ngắn hạn, và target là vùng này. Và tại đây thì mình sẽ chờ đợi tín hiệu để sell. Đây là một điểm sell cực kỳ tiềm năng dành cho đô la Mỹ và yên Nhật. Trong trường hợp mà vào lệnh mua tại đây mà giá phá qua thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng các target lớn hơn bên trên. Ok, cặp tiếp theo là đô la Mỹ và đô la Canada. Các bạn thấy là trong khoảng tầm hơn một tháng gần đây thì giá gần như là chỉ đi ngang với một biên độ khá là thấp và nó đang đi trong một nêm giá. Và nếu chỗ này nó bứt xuống thì chúng ta có thể chờ đợi để sell, hoặc là phá lên thì chúng ta có thể canh để mua lên trong ngắn hạn và canh sell tại khu vực đỉnh này, hoặc đẹp nhất chính là khu vực này. Hoặc nếu xung đột giá mạnh thì nó hoàn toàn có thể đi lên và test đỉnh một lần nữa trước khi chúng ta có một double top lớn và giá chính thức đi xuống. Còn tại đồ thị 4 giờ, kịch bản đẹp nhất đó chính là chờ đợi sell tại các khu vực bên trên. Tuy nhiên thì nếu tại đây chúng ta có một tín hiệu mua thì hoàn toàn có thể canh mua vào trong ngắn hạn. Ở đây cùng hướng với DXY thì các bạn có thấy sự tương đồng. Chỗ này nếu chúng ta có một đợt đi ngang và tạo một bull flag thì hoàn toàn có thể canh để mua vào với target ít nhất là vùng trendline và tiềm năng chính là khu vực đỉnh này, và hoàn toàn có thể phá lên vùng đỉnh bên trên. Và tại các khu vực bên trên thì chúng ta sẽ có hai khu vực chờ đợi để sell, đó là khu vực này và khu vực này. Tương tự thì tại đây nếu giá phá qua được vùng kháng cự rất là mạnh này thì chúng ta hoàn toàn có thể canh để mua vào đối với đô la Mỹ và đô la Canada. Còn khu vực kịch bản số 2 này chính là khu vực đẹp nhất dành cho đô la Mỹ và đô la Canada. Sau một sóng giảm xuống này, chúng ta chờ đợi một đợt điều chỉnh của giá trước khi giá phá xuống này. Và chỗ này nó tạo một lá cờ giảm rất là lớn trên đồ thị ngày với lần khu vực điều chỉnh bắt đầu từ ngày từ cuối tháng 3 đến bây giờ là cuối tháng 5. Nó điều chỉnh trong vòng 2 tháng để chuẩn bị cho một bước đi mạnh mẽ tiếp theo của mình. Cặp tiếp theo Euro và đô la Mỹ. Nhìn vào đồ thị ngày thì chúng ta có thể thấy khá là rõ ràng là một sóng giảm xuống này, chúng ta chờ đợi tín hiệu để sell xuống với target là vùng này hoặc là vùng trendline trước khi. Chỗ này chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội để mua lên trong dài hạn. Cuối tuần trước thì giá đã gần như chạm đến vùng giá trị, nó chỉ cách có một chút thôi. Tuy nhiên thì nó không thể phản ứng với vùng này và nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục đi lên để chạm trendline. Và đây chính là khu vực giá trị rất là đẹp để canh sell sau lần chạm thứ 3 của lá cờ giảm, đồng thời là một kênh giá này. Chúng ta sẽ có điểm sell rất đẹp tại đây. Nếu giá đi lên một chút thì tương tự chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi tại khu vực double top này. Và chỗ này thì hoàn toàn giống với đô la Mỹ và yên Nhật, thì đây là một điểm sell rất đẹp dành cho euro và đô la Mỹ. Tuy nhiên chúng ta không được loại trừ khả năng là giá sẽ tiếp tục đi xuống. Tại vì DXY chúng ta vừa nhận định bên trên là nhiều khả năng sẽ đi lên, mà euro và đô la Mỹ và DXY là hai cặp có sự đối nghịch nhau. DXY mà đi lên thì euro và đô la Mỹ rất khó tăng. Do vậy nên là chỗ này hoàn toàn nó có thể sẽ phá xuống và chúng ta có thể chờ đợi tại các vùng, ít nhất tại vùng đáy này, hoặc hoàn toàn có thể về sâu hơn đến các vùng đáy bên dưới hoặc là vùng trendline trước khi tìm kiếm cơ hội để mua lên. Tại độ thì nhỏ hơn, hiện tại thì sau khi mà nó đang có một sóng giảm rất là mạnh này thì chúng ta chờ đợi một tín hiệu tiếp diễn để xác nhận xu thế giảm và tiếp tục canh để sell. Chỗ này nếu như giá tạo một bear flag, một lá cờ giảm trong vòng vài giờ và có thể đến buổi chiều bắt đầu khuyên Âu thì chúng ta có thể canh để sell đối với cặp này. Hoặc nếu nó vòng lên thì chúng ta sẽ có khu vực double top hoặc là khu vực lần chạm thứ 3 của trendline. Đúng hơn là lần chạm thứ 4 của trendline của lá cờ giảm lớn này để canh sell. Và tiếp tục chờ sell tại các khu vực kháng cự bên trên. Đó là euro và đô la Mỹ. Cặp tiếp theo mà mình chờ đợi đó là euro và franc Thụy Sĩ.
Các bạn thấy là tại đồ thị ngày này, sau khi mà chỗ này nó phản ứng với trendline lần 2 này, sau đó đi vòng một vòng và chỗ này chúng ta có một double bottom sau khi tạo một đáy đôi giá phá mạnh lên khỏi vùng trendline này. Và hiện tại đang tiếp tục điều chỉnh để đi lên với target chính là khu vực này. Vì thế nên là chúng ta sẽ có một số kịch bản để mua lên dành cho Euro và Franc Thụy Sĩ. Chỗ này nếu chúng ta điều chỉnh trendline như này có thể nhìn thấy một kênh giá, và nếu chúng ta vòng về và tiếp tục có lần chạm thứ 3 của kênh giá thì đây chính là một khu vực chờ mua lên cực kỳ đẹp dành cho Euro Franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì không nhất thiết là giá sẽ có thể điều chỉnh về sâu như vậy mà chỗ này nó đã phá được trendline đi lên, và hoàn toàn có thể sẽ điều chỉnh tại đây và tiếp tục hướng đi lên của mình. Tại đồ thị 4 giờ thì chúng ta sẽ có hai khu vực chờ đợi cho cơ hội để mua vào dành cho cặp này. Đầu tiên đó chính là lần chạm thứ 3 của lá cờ tăng lớn này, chính là một khu vực cực kỳ đáng để chờ đợi cho một lệnh mua vào. Và vùng bên dưới chúng ta sẽ có khu vực double bottom tại đây, và đẹp nhất chính là lần chạm thứ 3 của trendline kênh giá lớn này, trước khi chúng ta kỳ vọng một đợt tăng mạnh mẽ tiếp theo dành cho Euro và Franc Thụy Sĩ. Cặp tiếp theo là bảng Anh và đô la Mỹ. Tiếp tục chờ đợi mua vào đối với cặp này, giống y hệt với tuần trước. Và đẹp nhất đó chính là nó vòng về, chúng ta có lần chạm thứ 3 của trendline của lá cờ tăng lớn trên đồ thị daily và chờ đợi một nhịp mua vào với target chính là khu vực trendline bên trên. Tại đồ thị 4 giờ thì có hai kịch bản tiềm năng. Kịch bản 1 là giá sẽ điều chỉnh trong một lá cờ tăng, và lần chạm tiếp theo sau khi nó tạo một double bottom thì sẽ là một cơ hội để mua vào rất đẹp dành cho bảng Anh và đô la Mỹ. Hoặc nó có thể sẽ vòng về và chúng ta sẽ có một vùng giá trị rất đáng chờ đợi, đó chính là khu vực double bottom và khu vực lần chạm thứ 3 của trendline. Đây là một khu vực đẹp nhất để chờ đợi mua lên đối với bảng Anh và đô la Mỹ với target cực kỳ dài hạn. Nếu chúng ta vào lệnh tại đây, stop loss khoảng 30 pip này. 31 pip. Về đến vùng này chúng ta có 18% và tiềm năng chúng ta hoàn toàn có thể thu về đến 38% đối với một chơi như thế này. Rất đáng để chờ đợi cặp này cho tuần sau. Cặp tiếp theo là bảng Anh và đô la Canada. Tương tự thì đây cũng là một cặp mà mình chờ đợi từ tuần trước. Ở vùng này thì nó có hai kịch bản. Một là nó sẽ phản ứng với vùng này và chúng ta có một lá cờ tăng lớn để tiếp tục đi lên cùng hướng với bảng Anh và đô la Mỹ. Hoặc nó có thể sẽ, chỗ này nó điều chỉnh này, tạo một lá cờ giảm và tiếp tục đi xuống, và chúng ta sẽ có khu vực chờ mua lên, đó chính là khu vực double bottom dưới này. Tại đồ thị 4 giờ tương tự thì chúng ta cũng sẽ có một số kịch bản mua vào dành cho cặp này. Đầu tiên đó chính là lần chạm thứ 3 thứ 4 của trendline, và chúng ta sẽ chờ đợi sóng đẩy lên đầu tiên, và tín hiệu tiếp diễn đầu tiên sẽ là cơ hội để mua vào với target là vùng trendline. Còn nếu giá phá qua thì mình sẽ canh để bán xuống và chờ để mua lên khi mà giá về đến vùng double bottom bên dưới. Rất là đơn giản và dễ hiểu. Tiếp theo là bảng Anh và đô la New Zealand. Tiếp tục một cặp từ tuần trước. Tương tự hoàn toàn với bảng Anh và đô la Canada, chúng ta tiếp tục chờ đợi tín hiệu chỗ này có thể là mua lên hoặc bán xuống, hai kịch bản, và tiếp tục chờ mua lên tại đây. Đi nó khá, cặp này đi khá là tương đồng với đô la bảng Anh và đô la Canada. Thì tương tự mình cũng chờ đợi một đợt vòng về này, chúng ta có một double bottom tại đây, và sóng đẩy đầu tiên và lá cờ đầu tiên sẽ là tín hiệu để canh mua vào. Và nếu nó phá xuống này, chúng ta có lần chạm thứ 4 của trendline này. Đây là một khu vực đẹp nhất để chờ đợi mua lên dành cho bảng Anh và đô la New Zealand. Còn trường hợp nó phá xuống thì chúng ta sẽ chờ đợi để sell. Target chính là vùng đáy này, trước khi tại đây chúng ta sẽ chờ đợi để mua vào. Và nếu vào lệnh tại kịch bản số 1 hoặc số 2 mà giá phá lên thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi để mua vào với kịch bản số 3 với target chính là khu vực đỉnh bên trên. Rất là tiềm năng dành cho cặp này. Cặp tiếp theo là đô la New Zealand và đô la Mỹ. Cặp này thì chúng ta sẽ chờ đợi để bán xuống
chúng ta sẽ có hai khu vực tiềm năng chờ đợi, đó chính là vùng double top và khu vực lần chạm thứ ba của trendline cho một lệnh sell với target là vùng đáy này. Tại đồ thị nhỏ hơn, hai kịch bản chúng ta chờ đợi tiềm năng đó là giá đi lên và chúng ta có một double top tại đây trước khi sóng giảm đầu tiên, và lá cờ giảm đầu tiên sẽ là tín hiệu để canh sell, hoặc là chờ đợi lần chạm thứ ba của trendline sẽ là một khu vực cực kỳ tiềm năng cho một lệnh sell dành cho đô la New Zealand và đô la Mỹ. Và cặp cuối cùng mình chờ đợi để giao dịch trong tuần này, cặp thứ 10, đó là đô la Canada và yên Nhật. Tại đồ thị ngày chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng sau một sóng giảm mạnh này, giá đang di chuyển trong một lá cờ giảm để tiếp tục sóng giảm tiếp theo. Và với độ dài của sóng giảm đầu tiên là rất lớn như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi xuống rất là mạnh mẽ sau khi nó hoàn tất lá cờ này bằng việc là đi lên, chúng ta có lần chạm thứ 3 của kênh giá, đồng thời phản ứng lần thứ 3 của lá cờ này, và chúng ta còn có một double top tại đây sẽ là một cơ hội vàng cho một lệnh sell dài hạn dành cho đô la Canada và yên Nhật. Tại độ thị nhỏ thì hai kịch bản tiềm năng dành cho cặp này, đó là đầu tiên đó là giá sẽ tiếp tục đi lên điều chỉnh và chúng ta có lần chạm thứ 3 của kênh giá này và phản ứng với vùng đỉnh này, chúng ta có một double top và chờ đợi để sell. Hoặc nếu giá đi lên một chút nữa thì lần chạm thứ 3 tiếp tục là một cơ hội rất đáng để chờ đợi cho một lệnh sell. Còn nếu giá phá lên với một xu hướng mạnh thì mình sẽ chờ đợi để mua vào. Như vậy là mình đã đi nhanh qua 10 cặp Forex tiềm năng nhất đối với cá nhân mình cho tuần giao dịch sắp tới. Và mình sẽ đi nhanh qua 3 cặp bonus của tuần này, đó là vàng, Bitcoin và ETH. Với vàng, kịch bản chờ đợi của mình đó là mình sẽ ngắn hạn thì mình canh mua vào này. Và chúng ta cần cảnh giác tại khu vực này vì tại đây hoàn toàn có thể nó sẽ tạo được một lá cờ giảm này sau khi một đợt giảm mạnh này. Và chỗ này hoàn toàn có thể có tín hiệu sell với target là vùng trendline. Và nếu nó phá lên thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi tại đây lần chạm thứ 3 của kênh giá này. Đây sẽ là một vùng chờ đợi sell tiềm năng. Ở khu vực này thì sau khi nó phản ứng với vùng này, chúng ta sẽ chờ sóng giảm đầu tiên. Và lá cờ đầu tiên sẽ là tín hiệu để tham gia thị trường và một lệnh sell. Còn nếu giá tiếp tục phá lên thì chúng ta sẽ cảnh giác với khu vực đỉnh cao trước đấy của vàng. Tại đây thì hoàn toàn có thể sẽ có một tín hiệu sell dành cho vàng. Tiếp theo là Bitcoin. Bitcoin thì hiện tại mình tiếp tục chờ mua lên, tại vì xu thế chính của daily vẫn là tăng. Chúng ta sẽ có một số kịch bản mua lên đẹp, đó là đầu tiên là lần chạm thứ 3 của lá cờ tăng lớn này, loanh quanh đâu đấy khoảng khu vực 86 thì mình sẽ chờ đợi giá phản ứng tại đây lần thứ 3 này. Sau đấy lá cờ đầu tiên, sau sóng đẩy lên đầu tiên sẽ là tín hiệu để mình tham gia thị trường bằng một lệnh mua. Còn nếu giá tiếp tục phá xuống thì mình sẽ chờ đợi tại khu vực 8001 với một setup tương tự với kịch bản đầu tiên và khu vực lần chạm thứ 3 của trendline, loanh quanh đâu đấy khoảng 7500 để cho một lệnh mua dài hạn dành cho Bitcoin. Như vậy chúng ta sẽ chờ mua lên tại khu vực loanh quanh khoảng 7500, 8001 và 8006, các khu vực tiềm năng cho kịch bản dài hạn dành cho Bitcoin. Với ETH thì tương tự mình cũng tiếp tục chờ mua lên với các khu vực này, lần chạm thứ 3 của lá cờ tăng lớn này, khoảng vùng 191 sẽ là cơ hội để canh mua vào. Hoặc nếu giá vòng xuống thì chúng ta sẽ có đáy tiếp theo, tương tự là một hỗ trợ mạnh dành cho Ethereum, đó là vùng 176. Và nếu giá phá xuống thì mình sẽ chờ sell trong ngắn hạn và chờ mua lên trong dài hạn tại vùng 150. Ok, như vậy là mình đã đi nhanh qua 10 cặp Forex tiềm năng cho tuần tới, cũng như là nhận định nhanh cho 3 cặp vàng, Bitcoin và Ethereum cho tuần giao dịch sắp tới. Chúc các bạn một tuần giao dịch thật sự thành công và gặp nhiều may mắn trên thị trường. Hẹn gặp lại trong các số tiếp theo của nghetrader.com trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.